Dạ, đồ hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh các chị, các cô chú tất cả tỉnh rất sàng về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều câu chuyện phải nói là rất đau lòng, rất thương tâm. Đặc biệt là mới đây nhất là anh em hiệp sĩ Dương đã từng ghi hình và đăng tải một cái thông tin một thiếu nữ hiện nay 14 tuổi đang bị chính mẹ và dì ruột tìm cách dụ và lừa bán sang Trung Quốc để lấy chồng, để lấy số tiền rất lớn. Hiện nay đã bỏ con ở nơi đất khách quê người và hiện nay đang bỏ trốn. Hiện nay cái câu chuyện là thiếu nữ đang sinh sống ở miền Tây mà bị chính mẹ và dì ruột bán sang Trung Quốc, và nó là một cái tỉnh rất xa. Hiện nay bé gái này đang kêu cứu trong sự vô vọng. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đang bắt đầu đăng thông tin. Hiện nay thì rất nhiều các cô chú anh chị mà thậm chí là rất nhiều các ca nghệ sĩ đang quan tâm và đang muốn mong muốn được giải cứu thiếu nữ này quay trở về Việt Nam với gọi là chính mảnh đất quê hương của mình. Còn hôm nay thì tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Một em gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa, về đây nhờ anh em hiệp sĩ Dương ghi hình để đăng tin để tìm chính người con của mình. Và cũng đây là một người con, hiện nay em gái này chia sẻ là lấy một người chồng Trung Quốc. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em gái nhé. Dạ, em chào anh đại sĩ Nguyễn Hải. Rồi, chào em. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em là Phạm Thu Hà, năm nay em 36 tuổi. Hà nguyên quán ở đâu? Em ở Bạc Liêu. Rồi, hiện nay em đang sinh sống ở đâu nào? Hiện tại em đang ở, em sinh sống và làm việc tại nhà tài Vũng Tàu, Đồng Nai. Rồi, hôm nay em về đây nhờ anh em biểu chính chương ghi hình đăng tin tìm ai vậy em? Em tìm con trai em, năm nay là nó Tết này nữa là nó 4 tuổi. Là trước đó em với chồng em là đã có cãi nhau ở bên Trung Quốc, em đã bỏ về Việt Nam 6 tháng để em có đưa con đi về cùng. Rồi sau mày sau chồng em nó mới qua đây khoảng một tuần, rồi nó qua đây rồi nó mới dẫn con em đi từ lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua là ngày 8 tháng 1 2024. Rồi bây giờ em không có liên lạc được, là nó chặn hết số và các điện thoại của em không có liên lạc được. Em không biết là con em hiện giờ đang ở đâu, tại vì ở nhà chỉ có một mình em là cho bé nó ăn thôi. Hậu qua giờ em không biết là nó đi, ba nó dẫn đi hiện tại ở đâu. Rồi, em cho anh biết này, em lấy chồng Trung Quốc lâu chưa? Dạ, em sống bên đó được 4 năm. Ai là người đưa sang hay tự em mà biết đường em biết tiếng qua? Bạn của em gần nhà nó là Mai chứ. Là Mai à? Dạ. Sao lúc trước là em đã từng lấy chồng chưa? Dạ, trước em qua có lấy chồng rồi, em có bé gái, sau bữa đang học lớp 1 rồi. Gọi là hôn nhân đổ vỡ đúng không? Dạ. Chứ không phải là mình độc thân đúng không? Dạ. Em lấy chồng bên đó cuộc sống ổn không em? Ở bên đó thì cuộc sống thì nó cũng bình thường. Nhưng tại vì lúc em qua đó là 4 năm là chồng em nó không có cho em về Việt Nam. Tại sao? Là nó không có muốn cho em về, là kiểu như là nó muốn em bắt em ở bển luôn, nó không muốn cho em về. Rồi sau đó em tìm cách em mới dẫn con em về Việt Nam. Khi em lấy chồng Trung Quốc là người chồng Trung Quốc 4 năm liền không cho em về Việt Nam. Dạ, mà muốn tìm cách khống chế em là không cho em về. Dạ. Em có biết lý do tại sao không? Nó nghĩ là em về Việt Nam sẽ ở bên đây luôn, sẽ không qua nữa. Nên nó không cho em về. Dạ. Người chồng Trung Quốc là lớn tuổi cho em? Bằng tuổi của em. Bằng tuổi em. Dạ. Kinh tế bên đây gia đình ổn không? Nói chung là chồng em đi làm thì sống được. Còn em lúc đó ở bển thì em chỉ ở nhà nuôi chăm con thôi, chồng em đi làm hết. Vậy là cuộc sống cũng được ha? Dạ. Em có bị người ta la dày hay chửi mắng gì không, hay là chửi lộn thì có nhưng mà quýnh đập thì chưa. Dạ. Rồi cho em biết là hiện nay là em có đăng ký với người Trung Quốc rồi đúng không? Dạ. Có đăng ký không, đăng ký kết hôn đó? Có, em có đăng ký kết hôn với người Trung Quốc. Em được mấy người con rồi? Em có một thằng nhỏ, một bé. Một bé trai hiện nay là 4 tuổi hả? Dạ. Anh nhìn thấy khuôn mặt là hai khuôn mặt rất giống nhau ha. Dạ. Rồi em cho anh biết này, thế là tại sao em lại về Việt Nam mình? Tại vì nó không cho em về thăm con với thăm gia đình. Nên em mới tìm cách là đưa con em về bên đây. Nếu như mà 1-2 năm nó cho em về thăm gia đình thì em có thể trở qua nữa. Còn này nó không, 4 năm nó không cho em về. Em có biết lý do tại sao mà người Trung Quốc về không muốn cho em trở về quê hương không? Thì nó nghĩ là tại vì nó cũng có nhiều vợ ở bên đó. Nó nói là về Việt Nam rồi lỡ bên đây luôn là không qua nữa. Là người Trung Quốc đã có nhiều vợ đấy hả? Dạ có, ý là cái cưới vợ Việt Nam đó là cũng nhiều trường hợp đó như vậy. À, người ta sợ như vậy dạ. Hả? Người ta sợ như vậy chứ không phải là người đàn ông mình nhiều vợ đúng không? Dạ. Người Trung Quốc này người ta đối xử với em có tốt không em? Dạ cũng được ạ. Em lấy người Trung Quốc là người ở tỉnh nào? Dạ, quê chồng của em là ở Hà Nam. Hả? Ở thành phố Vũ Dương, Hà Nam. Xa hả? Dạ. Em đi qua đó là đi bằng cái phương tiện gì em? Em đi máy bay. Còn lúc về? Lúc về thì em đi đường xe. Về đi đường ô tô đi đường, dạ, đi đường tàu. Về đi bao nhiêu thời gian để em? Em về khoảng 3 ngày để em về tới đây. Cũng xa ha. Dạ. Rồi em về thì em mang các con về. Em mang các con về. Rồi. Em về thì em đang sống ở đâu? Em đang sống ở ngã ba Vũng Tàu. Rồi, thế người Trung Quốc là người ta quay về Việt Nam mình? Dạ. Đi sau đúng không? Dạ. Về trong dắt con đi luôn. Dạ. Lúc ấy em ở đâu mà em không biết? Em lúc 7 giờ sáng em đi làm, là ở nhà khoảng tầm
con của em ở với ai? Ở chung với mẹ em với cha em nữa, nhưng mà mẹ em nghĩ là nó qua thăm con đó là nó là mẹ em không có nghĩ là nó bắt đi nên nhà không có đề phòng. Ồ. Là nghĩ là nó ẩm đi ra ngoài quán mua nước hoặc là đi dẫn vòng vòng chơi rồi về thôi. Nhưng mà không ngờ là nó dẫn đi luôn. Ồ, dắt trốn đi luôn à? Dạ. Lúc đó giờ em đi đâu? Tới lúc đó là em đi làm khoảng 9 giờ mấy em về, là em mới nghe nói là lúc đó em mới tóc lên em đi tìm nhưng mà cũng đâu biết đâu tìm. Là lúc đầu là em gọi cho nó là 2-3 phút, và em đi ra em gửi là liên lạc được. Rồi sau đó là nó chặn số em luôn, là em không liên lạc được. Ồ trời. Vậy là bây giờ mất con luôn. Dạ. Em mong muốn ra tìm con. Em mong muốn là nhờ bên đội sĩ, bên hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm giúp con em được. Ừ. Em đến giờ phút này em còn mong muốn là sống với người Trung Quốc phải không? Dạ không, nếu mà em tìm gặp được con em rồi là em cắt đứt liên lạc. Tại sao? Mình tự dưng là mình đang rất tốt đẹp mà. Dạ không có tốt đẹp, tại vì tình cảm không còn nữa, với nhiều cái mâu thuẫn giữa vợ chồng xảy ra lắm. Bây giờ em chỉ tìm gặp được con em không? Mong muốn là tìm con thôi. Dạ. Em không muốn sống với người Trung Quốc nữa. Dạ. Đến giờ phút này là con của em là mất tích bao nhiêu thời gian rồi, bao nhiêu tiếng rồi? Từ lúc 8 giờ sáng hôm qua tới thời điểm hiện tại bây giờ. Dạ. Thời gian này cũng mười mấy tiếng đúng không? Dạ. 8 giờ sáng hôm qua, 8 giờ sáng nay đúng không? Dạ. Mà đến giờ phút này là 14, 16 tiếng rồi. Dạ. Đúng không? Em đã trình báo cơ quan công an là người Trung Quốc là cái người chồng em dắt con đi. Em có đi lên trình báo ở phường và ở tỉnh Đồng Nai, nhưng mà người ta nói là bên công an cảnh sát hình sự nói là cái này là nếu như người ngoài dẫn đi thì người ta sẽ can thiệp, người ta sẽ đăng hình chi nã. Còn cái này là ba của nó dẫn đi nên người ta không có cách nào để can thiệp được. Thế thì bây giờ chính vì lý do như vậy, bây giờ tìm được cái câu chuyện này tìm được là phải là rất khó đúng không? Không, dạ. Không thể. Dạ. Rồi em cho anh biết này, đến giờ phút này là em có không có cách nào để em liên hệ được, hoặc là tại sao em không liên hệ để em tìm cách để sang Trung Quốc để xem hàng người cái người chồng này có dắt con em qua đó không? Tại vì em nghĩ là con em nó chưa đi qua tới bển đâu, tại vì giấy tờ của con em này hiện tại em đang giữ. Nếu con em đang giữ thì em đang giữ giấy tờ chắc chắn là con em chưa đi được. Dạ, nếu như mà giấy tờ ba nó cầm đi thì em còn nghĩ là ra sân bay mua vé máy bay là đi ngay lập tức. Còn tại vì hiện tại là giấy tờ của con em thì em đang giữ, là từ chồng em không có giữ giấy tờ của con em nên con em nó không có đi đường bay được. Con của em là biết nói tiếng Việt không? Dạ biết chứ, ít biết vài tiếng thôi chứ không có nhiều. Chú biết tiếng Trung hả? Dạ. Sao mình ở đó mình không dạy tiếng Trung? À không dạy tiếng Việt. Có dạy nhưng mà nó bây giờ nó cũng biết được chút đỉnh rồi. Vậy là em mong muốn nhất là bây giờ tìm được con. Dạ. Những cái câu chuyện mà tại sao mà anh hỏi cho em, cho anh hỏi lại một cái câu chuyện ngược lại. Sao trước đây mình không lấy chồng ở Việt Nam mình mà mình lại phải bắt buộc phải tìm một người đàn ông Trung Quốc? Tại vì lúc đó con bé gái em nó còn nhỏ nên em nghĩ là mình sang lấy chồng bên đó thì sẽ có tương lai hơn, vì sau này con mình nó lớn lên nó cũng có tương lai nữa. Nhưng mà qua bển thì những gì mình mong muốn nó không có được giống như vậy. Đâu phải sang Trung Quốc mà có tương lai đâu em. Thì lúc đó em nghĩ như vậy thì em mới đi chứ, còn nếu mà giống như sự việc xảy ra như ngày hôm nay thì em đâu có qua đó làm cái gì. Lúc trước em đi thì em có bàn thảo luận với gia đình không? Dạ có. Mình... Đó là tự em quyết định đi thôi chứ gia đình không ai ép buộc em hết. Lúc ấy mình đi là gia đình người Trung Quốc là người ta có đưa cho mình ít ít và lấy cố ít tiền nào? Dạ có chứ, có đưa ở tại Việt Nam. Xong mới đi đúng không? Dạ. Anh muốn hỏi như vậy để anh biết ra cái câu chuyện của em cho rõ ràng hơn. Dạ. Còn em sang đó thì cái câu chuyện vợ chồng với nó cũng là bình thường chứ cũng không phải là được hạnh phúc viên mãn gì đúng không? Cũng có cãi nhau liên tục rồi. Thường xuyên cãi nhau. Dạ. Con của em là họ tên đầy đủ là gì? Con em tên là Quảng Sĩ, tiếng Trung là Quảng Sĩ. Còn chồng em là Quảng Gia Nghĩa. Chồng em là bằng tuổi em. 36 tuổi hả? Chồng em này đến giờ phút này có gọi cho em không? Dạ không. Không gọi luôn. Nghe nó chặn hết số em nhưng em không liên lạc được. Tất cả các mạng xã hội em có tìm đâu? Dạ không. Không tìm được luôn. Facebook gì, WeChat gì, số điện thoại gì đã chặn hết. Nếu bây giờ ở Việt Nam mình không tìm được, em có tìm cách để sang Trung Quốc tiếp để tìm con em không? Nên em sang Trung Quốc để tìm con. Em chưa biết nữa, nhưng mà em tin tưởng vào đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Tại vì em cũng có coi theo dõi bên đội hiệp sĩ nên em tin là bên đội hiệp sĩ sẽ tìm giúp em. Sẽ tìm ra con của em. Rồi các anh em sẽ cố gắng đăng tải thông tin này lên để hy vọng là sớm biết là thông tin là chính chồng của em, nhưng bây giờ cái câu chuyện của em là rất khó nha. Anh nói thật là rất khó, anh muốn giúp em nhưng mà khó là vì đây là hai vợ chồng đó, nhưng mà chưa ly hôn đúng không? Nếu mà chồng em là người ngoài khác mà bắt con em thì vấn đề khác, thì các anh tìm nó lại dễ hơn đó. Nhưng mà bây giờ nó là vợ chồng đang tìm thì bây giờ là thực sự cũng rất khó, bởi vì đều là con chung. Em hiểu ý không? Tất cả đều con chung, thế là vợ hay chồng đều có quyền đúng không? Nhưng mà em nghĩ là chỉ cần bên đội hiệp sĩ tìm ra con em thôi, rồi giữa em và chồng em sẽ tự thỏa thuận nói chuyện với nhau. Tự có hướng giải quyết đúng không? Dạ, tự có hướng giải quyết. Em chỉ cần là tìm con em hiện giờ nó đang ở đâu thôi. Chứ còn em nghĩ là chưa có đi xa đâu, chưa có đưa về tới Trung Quốc đâu, tại vì nó không có giấy tờ.
không giấy tờ người ta đi chui chứ. Đi chui nhưng mà khó lắm à. Bây giờ cái đường chui khó đi lắm, với lại một người đàn ông mà mang đứa trẻ đi rất là khó. Con em có theo ba không? Dạ không, ít lắm. Ít theo hả? Nó đeo em nhiều hơn. Thế là em về Việt Nam được lâu chưa? Em về được 6 tháng. 6 tháng. Dạ. Là hai mẹ con với gia đình sống chung này. Đến giờ phút này con không hiểu lý do nào đó mà con bị chính người cha mình dắt đi. Câu chuyện của em anh nói lại một lần nữa là câu chuyện của em rất khó. Trong thời gian vừa qua rất nhiều câu chuyện thực sự rất đau lòng. Rất nhiều bà mẹ lấy chồng Trung Quốc mà phải bỏ của chạy đi người, có là bỏ con luôn để chạy về đây. Vì cuộc sống của nó quá bi đát, quá khó khăn. Hết cách, mẹ đành lòng phải bỏ con ở nơi xa xứ, nơi quê xứ người để bỏ chạy thoát thân để quay về Việt Nam, quay về gọi là nơi cha sinh gọi là từ trước đến giờ. Đó. Nhưng mà anh không hiểu thì tại sao mà đến giờ phút này vẫn rất nhiều chị em hoặc là rất nhiều gia đình vẫn cứ muốn gả con sang Trung Quốc. Ở đất nước nào cũng có người sướng người khổ em ạ. Ở đâu cũng công việc tốt và công việc không tốt. Và ở đâu cũng người giàu và người nghèo. Ở mình anh thấy là ở mình nó dễ hơn. Đi lại thuận tiện này, giấy tờ hợp pháp phải đúng chưa? Đó, mình muốn lựa chọn công việc gì tùy theo khả năng. Còn sang đó nhiều khi em muốn cũng được. Đúng không? Nhiều khi công việc em muốn nhưng mà tiếng tâm em không dành. Đó. Nó nhiều cái nó khó nhiều thứ lắm. Nó rất ở khó. Việt Nam thì nó dễ chứ qua đến nhiều cái nó phức tạp, nó khó lắm. Đến giờ phút này em nhận ra là nó khó nhiều cái đúng không? Dạ. Đó. Các anh làm chương trình thì anh đã thấy rất nhiều trường hợp rồi. À, lúc chưa đi thì gọi là chưa biết suy đông, mà đi rồi biết là khổ ông thế này, khổ thân ông thế này. Dạ. Đi không nó lẽ thì nếu em không đi thì có thể em không phải lưu con. Con là không có con mà. Xong đó bắt buộc thì chắc chắn là phải bắt em phải sinh con rồi. Đúng không? Hôm qua em chạy xe em đi một ngày ngoài đường. Ở nhà em đi vòng vòng nhưng mà em đâu biết chỗ nào tìm đâu, tại vì em ở nhà em chịu không nổi á. Đi về nhà mà không nhìn thấy con em đâu chịu không nổi, thì em đi xách xe chạy vòng vòng vậy đó mà đâu có biết tìm ở đâu. Bây giờ này em hãy nói bằng tiếng Trung Quốc một vài từ điều gì đó để cho người chồng em xem được, người chồng em suy nghĩ lại tìm cách quay về để hai vợ chồng cùng con cùng gia đình có hướng để giải quyết. Chồng em nó không xài YouTube. Không xài nhưng mà chắc chắn người ta sẽ chỉ cho người ta cho nghe. Sẽ nghĩa hào là cung, sẽ nên bao quản sĩ bị che là sẽ nên là phổ cung cho là cung cung cho ở dưới đảng là sẽ nên là phổ khu là quản sĩ khu lãi là bị che khu lãi là sẽ nên là cung bị che là ok. Dạ kính thưa cô chú chị, hiện nay thì em gái nguyên quán thì ở Việt Nam mình đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc và lấy chồng Trung Quốc, đến giờ phút này sinh một người con 4 tuổi rồi. Nhưng mà hai vợ chồng có nhiều cái mâu thuẫn bắt đầu. Đến giờ phút này em gái ôm con quay trở về quê hương Việt Nam. Nhưng người chồng tìm cách và sang đây để thăm con và tìm cách bắt con đi. Ở đây là vẫn là danh chính gọi là vợ chồng. Nhưng vì lý do nào đó thì nếu bắt con đi thì cũng phải lên tiếng hoặc nói cho gia đình biết để gia đình không tìm kiếm. Nhưng đến giờ phút này em gái đang tìm con trong sự vô vọng. Hôm nay về đây nhờ anh em xin chương ghi hình đăng tin để tìm con, đặc biệt là tìm người chồng người đàn ông Trung Quốc. Hy vọng là các cô chú chị nếu ai phát hiện là thông tin ở trong khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn hoặc các bến tàu bến xe, nếu ai phát hiện là thông tin chính thức một người đàn ông và ôm theo một đứa trẻ đang ở phương hướng nào thì có thể liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913 785888. Anh em sẽ có cách để giải quyết giúp gia đình có một cái cuộc đoàn tụ hoặc nói chuyện tốt nhất. Cuối video này cho phép cầu trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Thì hôm nay em gái về đây thì nhờ các anh em giúp mình dương ghi, em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng cũng như tìm con. Dạ em đồng ý, mấy anh cứ chia sẻ lên trên cộng đồng mạng và nhờ mọi người chia sẻ giúp đỡ để em tìm con em sớm. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em, anh chúc em thường lộ nha, mạnh khỏe em nhé. Dạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.